Tập Cận Bình, mối lo âu của nhân loại. Việc Trung Quốc xây dựng một mạng lưới hầm chứa mới để phóng đầu đạn hạt nhân được Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tiết lộ trong tuần này cho thấy sự gia tốc của cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử do chế độ của Chủ tịch Tập Cận Bình phát động và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải đưa Bắc Kinh vào các cơ chế quốc tế liên quan đến việc ngăn chặn và giải trừ quân bị. Trong đó, cho đến nay, chỉ có Hoa Kỳ và Nga là những nước được coi là cường quốc hạt nhân lớn có khả năng hủy diệt thế giới. Nó không phải là dữ liệu đáng lo ngại duy nhất. Một cuộc điều tra khác của Trung tâm Nghiên cứu Không Phổ Biến Vũ khí Hạt nhân của James Martin đã tiết lộ việc xây dựng 119 hầm chứa khác trên một vùng sa mạc của Trung Quốc. Theo ước tính hiện tại, số lượng các đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc là từ 200 đến 350, vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 4.000 đầu đạn nguyên tử được lưu trữ ở Hoa Kỳ và Nga. Tuy nhiên, rõ ràng là Bắc Kinh đang đầu tư các tài nguyên đáng kể để kho vũ khí hạt nhân của nước này có một bước nhảy vọt đáng kể về phẩm và về lượng. Với khát vọng không thể phủ nhận là có một tầm ảnh hưởng toàn cầu. Trung Quốc đã là một cường quốc toàn cầu trong nhiều lĩnh vực và ngày càng trở nên một nhân tố quyết định tương lai thế giới. Và giờ đây, Tập Cận Bình đã quyết định đặt kho vũ khí hạt nhân của mình ngang hàng với hai cường quốc nguyên tử khác. Ngoài thực tế là việc phổ biến vũ khí hạt nhân không bao giờ có thể mang lại kết quả tích cực, thì hành động kích động mạnh mẽ của tác nhân thứ ba trong kịch bản đáng lo âu này khiến cộng đồng quốc tế cần phải cấu hình lại hệ thống các hiệp ước nhằm kiểm soát và bảo đảm an ninh thế giới cho đến nay đã ngăn chặn sự hủy diệt hành tinh chúng ta. Cần phải làm cho Trung Quốc thấy rằng việc chấp nhận và tham gia vào các cơ chế này là điều cần thiết, bởi vì điều chắc chắn duy nhất mà chúng ta có về một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu là tất cả chúng ta sẽ là những kẻ thua cuộc.